Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long vừa bắt giữ hai nghi phạm là Cao Văn Huyền, 44 tuổi và đối tượng tên Khoa, 21 tuổi, cùng chú ở thị xã Bình Minh do liên quan đến vụ đại úy công an bị đứt lìa hai chân khi bắt cát tặc. Người bị thương là đại úy Trần Hoàng Ngôi, 31 tuổi, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện Trà Ôn. Đại úy Ngôi chưa lập gia đình, anh có cha là thương binh, bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khoảng 22 giờ tối ngày 23 tháng 11, tổ tuần tra công an huyện Trà Ôn gồm 4 cán bộ, trong đó có đại úy Trần Hoàng Ngôi, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên sông Hậu. Tổ tuần tra phát hiện một ghe gỗ không số hiệu có hai đối tượng đang khai thác cát trái phép. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên, nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện bỏ chạy. Ghe của đối tượng va chạm vào tàu của tổ tuần tra, làm 4 cán bộ công an rơi xuống sông. Sau đó, 3 cán bộ công an bám được vào ghe của đối tượng. Riêng đại úy Ngôi bị thương nặng, đứt lìa hai chân, nghi do cuốn vào chân vịt của ghe các đối tượng. Sau khi vụ việc xảy ra, hai đối tượng cắt tặc lên bờ bỏ trốn. Đại úy Ngôi được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương của đại úy Ngôi rất nặng, bác sĩ phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên cổ chân trái. Quá trình điều tra, công an huyện Trà Ôn đã truy bắt được hai đối tượng nói trên, đồng thời tạm giữ phương tiện.